Chào các bạn, tôi là Nguyễn Hùng Cường. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một website thật là đơn giản, miễn phí, hoàn toàn miễn phí trên nền tảng của LandingPage. Việc đầu tiên chúng ta cần có một cái Gmail để chúng ta có thể đăng ký được trên LandingPage. Và sau khi nhập vào trang landingpage.vn thì chúng ta sẽ bấm vào nút đăng ký. Ok, tên của bạn, rồi ví dụ tên của tôi là là nhập mật khẩu. Để tôi đơn giản tôi cứ nhập vào 1 2 3 4 5 ABC chẳng hạn. Số điện thoại tôi cứ nhập một số đấy nhé. Sau đó tôi đăng ký. Ok, vậy là tôi đã đăng nhập được vào landing page. Và hiện nay thì họ đang có cái chương trình khuyến mại nhân đôi tài khoản đối với Pro và Enterprise khi mua, và kéo dài đến hết ngày mùng 8 tháng 2. Thì ở trong trang quản trị của nó hình như thế này, thì chúng ta sẽ chỉ quan tâm chủ yếu là đến cái phần landing, gồm tạo landing page mới và giao diện mẫu. Bây giờ tôi sẽ vào phần giao diện mẫu này. Thì ví dụ thì tùy từng cái ngành nghề thì nó sẽ có những cái giao diện mẫu khác nhau. Thì ở đây tôi ví dụ là chẳng hạn là ngành của tôi là ngành sức khỏe làm đẹp đi, thì tôi đang kinh doanh mỹ phẩm Hàn Quốc online, cho nên là tôi sẽ ví dụ bằng cái của tôi. Còn lại các bạn thì chúng ta sẽ tùy thuộc để tùy biến nó. Thì tôi ví dụ tôi sẽ chọn mẫu này, và đầu tiên thì tôi có thể ấn xem trước để xem là cái mẫu này nó có ổn không, thấy hình thức như thế này thì nó phù hợp với cái ý định của tôi không. Đây thì nó sẽ có là hình ảnh này, giới thiệu này, sản phẩm, ý kiến chuyên gia. Rồi cái này thì chúng ta cũng không nên quan tâm lắm, tại vì là chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa được. Thì tôi giả sử tôi sẽ chọn mẫu này thì tôi ấn vào sử dụng thêm, và tôi nhập một cái tên, ví dụ như là test, và tôi nhập tên luôn đi. Giả sử đi. Ok, thì bây giờ chúng ta đã vào cái giao diện thiết kế trang web bằng kéo thả của LandingPage. Thì ở đây những cái bước này thì nó rất là đơn giản thôi, thì các bạn cứ nhìn theo và làm thôi. Ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến cái gì? Ví dụ giả sử tôi làm một thương hiệu mỹ phẩm, ví dụ tôi là Skin Key thì tôi nhập vào nhá. Giá hình ảnh bỏ đi, cái nội dung này thì tôi có thể bỏ đi. Thì ở đây chúng ta quan tâm đến ở phần chỉnh sửa, thì chúng ta quan tâm đến phần số bên trái này, thì chúng ta có thể thêm là gì, rất là nhiều thứ, hình ảnh gallery, nút bấm rồi kia. Thì ở trong cái video này thì chúng ta chủ yếu là quan tâm đến những cái phần là hình ảnh này, video này, và cái đoạn văn.
chính là cái đoạn 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 text mà chúng ta sẽ cho thêm vào. Tôi giả sử là vào đoạn văn đi xem nào. Đây thì đây là chính là có thể đây chính là những cái nội dung mà chúng ta sẽ nhập vào đây. Ví dụ tôi lấy một đoạn văn của tôi đi. Đây thì tôi hoàn toàn có thể kéo thả. Đây. Kéo đến chỗ nào mà tôi muốn thì tôi cứ kéo nó ra đó. Đây, xóa hình ảnh đi. Rất đơn giản phải không ạ? Cái đoạn này thì tôi cũng có thể đây. Đây tôi ví dụ là tôi sẽ bố trí là như này. Còn cái việc bố trí hay không đẹp hay không là hay là có vừa mắt hay không thì do các bạn tùy biện, thì tôi có thể tôi thay bằng cái ảnh của tôi chẳng hạn. Tôi sẽ thêm mới một cái hình ảnh. Ở đây tôi có thể là dùng ảnh có sẵn hoặc là chúng tôi sẽ đưa cái ảnh của mình lên. Giả sử tôi sẽ chọn hình ảnh này đi. Cho hẳn ba hình ảnh cho máu đi. Các bạn chờ một chút để nó load ảnh lên trên này nhé. Đó, nó lên rồi đó. Tôi giả sử tôi sẽ dùng một cái sản một ảnh này. Chọn ba ảnh này. Rồi, ok. Sau khi nó vào đây thì chúng ta sẽ chỉnh sửa. Đấy, vào những cái vị trí này chúng đâu mà ở đâu mà chúng ta có thể cảm thấy là nó hợp lý thì chúng ta cho nó vào. Đó, như vậy giới thiệu sản phẩm rồi giả sử có thể cho thêm một hai cái ảnh ở đây ảnh sản phẩm khác này rất là đơn giản phải không ạ? Đó, tôi có thể để ví dụ cho cái kem này. Và tiếp theo là tôi sẽ thêm một video. Thì cái phần này tôi tạm thời xóa đi. Thì ở những cái video khác thì tôi sẽ hướng dẫn sau. Thì bây giờ tôi muốn thêm vào một cái video. Giả sử tôi muốn thêm một cái video ở vị trí này thì tôi sẽ chọn thêm mới. Và chọn video. Ok. Thì đây là cái khung của video. Tôi cho nó nhỏ một chút đi thì phần video này nó dễ nhìn. Thì cho lên. Ok, video cho lên to lên chút nhé. Tôi lấy một cái ví dụ là một cái video này đi. Và sau đó tôi sẽ vào phần thiết lập. Và ở phần đường dẫn video này thì chúng ta sẽ thay cái đường dẫn video vào đây. Ok. Vậy là ta đã xong rồi. Thì ở cái video này thì tôi sẽ chỉ hướng dẫn cho bạn ba cái cơ bản. Đó là chỉnh sửa nội dung này, thêm vào phần text này, thêm vào phần hình này và thêm vào video. Thì các bạn có thể tùy biến theo cái sở thích hoặc là cái mỹ quan của mình. Và sau đó là chúng ta sẽ xuất bản. Xuất bản thì trước khi xuất bản nó sẽ cho chúng ta xem trước là xem cái mẫu giao diện này nó hiển thị ở trên mobile nó như thế nào, thì chúng ta có thể kiểm tra lại một lần nữa để xem là ví dụ phần text này hay phần hình ảnh này hay là phần video này đã hiển thị đúng với cái ý đồ của chúng ta chưa. Và sau khi xong thì chúng ta sẽ chọn xuất bản và chúng ta chọn tiếp tục. Và chúng ta chờ một chút nhé để cho nó thay đổi và up lên trên mạng.
Đó, bây giờ nó đã xuất bản thành công cái một cái đường dẫn là lady.demopage.me. Chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta xem. Đây là chúng ta dùng bản miễn phí nên nó sẽ là đường dẫn miễn phí của LadyPage. Còn chúng ta có thể tùy biến bằng cái tên miền riêng của mình. Thì cái này thì bản Pro trở lên thì mới có thể dùng được. Thì chúng ta sẽ tính sau. Đó. Đấy, chúng ta đã xuất bản được rồi. Đây, nó lên đây. Rất là đơn giản và hoàn toàn miễn phí, ai cũng có thể làm được. Chỉ cần click chuột copy paste và một cái sự sáng tạo của chúng ta. Và sau đó thì chúng ta có thể mang cái đường dẫn này đi để chúng ta bán hàng và chúng ta đưa link cho họ. Thì tất cả những cái thông tin về sản phẩm này, về hình ảnh này, về video này, hoặc là những cái thông tin liên hệ của chúng ta thì chúng ta có thể chèn vào đây để họ liên lạc lại với chúng ta. Trên đây là những cái nội dung rất cơ bản để tạo một cái landing page, một cái trang bán hàng rất là đơn giản qua nền tảng của landing page. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.